Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, trước khi biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, con có nghe các bài giảng về bố thí cúng dường bên Phật giáo Tịnh Độ. Sau đó con có cúng dường tiền để xây chùa, đúc tượng Phật, sơn tượng Quan Âm. Sau khi biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, trong tâm con thắc mắc cúng dường như vậy có làm lợi lạc cho mọi người hay không, và con có phước báo hay không? Dù trong tâm con vẫn còn khuất mắc, là có thắc mắc chứ, hay là khúc mắc, nhưng con nghĩ dù như vậy vẫn nên hoan hỷ vì mình đã đóng góp xây dựng một nơi để mọi người nương tựa, đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư. Thì cái lời khuyên chân thành của sư như vậy nè, cái chuyện đã xong rồi đó, mình để qua một bên đi, đừng nghĩ tới nữa ha. Bây giờ cái quan trọng là bây giờ khi mà chúng ta biết chánh pháp thì chúng ta lo thực hành chánh pháp, rồi chúng ta có bố thí cúng dường thì chúng ta cũng hướng tới chánh pháp, như vậy được rồi. Còn cái quá khứ thì nó đã là chuyện quá khứ rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây ha. Cho nên là thôi bây giờ cái chuyện quá khứ thì để qua một bên đi. Tuy nhiên á, sẵn nói về cái chuyện mà bố thí thì sư có một số cái lời khuyên cho quý vị như thế này. Nơi nào mà chúng ta bố thí mà giúp cho những người ở nơi đó giữ giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nơi nào chúng ta bố thí mà giúp cho nơi đó họ giữ được giới thì khi đó là chúng ta làm thiện. Nếu như chúng ta bố thí cái gì mà làm cho người ta không giữ được giới thì đó là bất thiện. Ví dụ như chúng ta bố thí mà khiến cho họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đó là bất thiện. Xin lấy ví dụ, chúng ta bố thí cái một cái thùng bia để cho người ta uống rượu, để người ta uống bia, thì cái sự bố thí đó là sự bố thí bất thiện và chúng ta đi địa ngục. Nếu như chúng ta bố thí vũ khí để người ta đâm chém nhau thì đó là sự bố thí bất thiện, đưa tới địa ngục. Cho nên là việc đầu tiên là chúng ta xem coi là cái chuyện bố thí đó nó có giúp cho người khác giữ giới hay là không. Cái thứ hai là chúng ta xem xét việc chúng ta bố thí như vậy có giúp người ta tu tập đúng chánh pháp hay là không. Nếu như chúng ta bố thí mà giúp người khác tu tập đúng chánh pháp á, thì chúng ta có phước. Còn nếu như chúng ta bố thí mà người ta không tu tập đúng chánh pháp thì nó chỉ là sự bố thí đơn thuần. Nó cũng giống như chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy một người ăn xin, một người cơ nhỡ, một người khó khăn, tật bệnh, chúng ta vì lòng bi mẫn mà chúng ta bố thí cho họ, thì chúng ta cũng không mong mỏi gì một người ăn xin đó do nghèo khó, bệnh tật mà họ sẽ do sự bố thí của mình, họ sẽ giữ giới, họ sẽ có chánh kiến, họ sẽ tu tập, thì mình không có mong cầu như vậy. Và mình chắc là cái sự bố thí của mình họ cũng không được như vậy. Nhưng ít nhất sự bố thí của mình giúp cho họ sống được thêm một ngày, được an lạc thêm được một ngày, hoặc một tháng, hoặc một năm, hoặc 10 năm, thì như thế nó cũng là công đức. Tuy nhiên nếu như chúng ta bố thí mà giúp cho những người có chánh kiến, những người tu tập đúng chánh pháp, làm lợi lạc cho số đông, thì sự bố thí của chúng ta chắc chắn là sẽ được nhiều lợi ích hơn ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.